Báo giá xe tải cũ chất lượng Isuzu 2 tấn. Xin chào tất cả quý vị và tôi đứng rồi nó tu nhá. Hôm nay sẽ báo giá cho các một sản phẩm Isuzu có tải trọng là 2 tấn 2. Em này thì đời 2017 nhá, xe rất là đẹp. Đầy đủ đồ. Trang bị điều hòa lót sàn. Này thì sẽ báo giá luôn cho bác là đang có giá là 415 triệu nhá. Xe rất là đẹp luôn. Nguyên zin từ đầu đến chân nhá. Đây, các bác có thể thấy lỗi thay em nó rất là mới đây. Loại Isuzu này thì tùy từng các bác nhá. Có người rất là chuộng dòng Isuzu này. Chạy nó cũng có điểm hay của nó nhá. Xe êm ái. Em này cũng rất là đẹp này, các bác thấy nội thất còn rất là mới nhá. Trần này. Đấy. Vô lăng. Táp lô. Thứ còn rất sạch sẽ nhá. Sạch sẽ và đẹp. Có làm có thiện chí mà đang tìm em xe tải nhẹ tầm hơn 2 tấn dòng Isuzu thì có thể điện em để tham khảo em này nhá. Xe rất là mới và đẹp. Giá cả thì có thương lượng. Bác nào thiện chí thì có thể alo cho em, sẽ báo giá và tư vấn thêm về xe cho các bác nhá. Đây là phần sàn này. Đấy, tất cả taxi từ giờ này thì cũng không cần phải lo về taxi rồi phối mọt gì cả đâu. Loại Isuzu này thì rất là bền nhá. Chassis sàn thì rất là phẳng. Lốp này. Lốp em này còn tương đối các bác nhá. Loại Isuzu này thì các bác thường hay là mua về là chạy hàng tạp hóa, hàng quần áo. Sàn này, đó là sàn nha. Hai bên thành cổng rất vuông vắn và đẹp, các bác nhìn này. Không mà xô lệch xuất sắc thì cả nhá. Chí thì có thể alo cho em tham khảo với em này. Xe đã rút hồ sơ về là các bác là chỉ việc chạy thôi, không cần mà cần gì cả, về sang tên chính chủ do là ấy là chạy thôi. Xe cam kết cho các bác là không đâm vai tai nạn gì nhá. Xe rất là đẹp. Lốp la còn khá là mới đây. Đợt này các bác có nhu cầu là điện hợp tình hợp lý là lên đường thôi. Isuzu 2017 tải 2 tấn 2 nhá. Trang bị đầy đủ đồ. Xe rất là đẹp. Các bác thiện chí thì đã alo cho em. Và tiện đây thì em thu mua những sản phẩm xe tải cũ, các bác hết nhu cầu sử dụng nhá. Bác nào mà có thiện chí thì đã alo cho em. Còn bây giờ sẽ báo giá lại em này cho các bác. Em này là Isuzu 2 tấn 2, tải trọng là 2 tấn 2 đấy. Hôm nay thì đang có giá là 415 triệu đời 2017. Bác nào thực chí thì có thể alo cho em hoặc có thể xuống trực tiếp salon nhà em tại từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên nhá. Và nếu thấy hay hãy để lại một like và nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những sản phẩm xe tải cũ của salon Hưng Duẩn ô tô đó nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.